Xin chào các bạn. Hàng năm thì Samsung những năm trước khi mà dòng Galaxy giá rẻ chưa ra mắt thì năm nào họ thường ra các thiết bị như Galaxy Star hay là Kobe để ra mắt chiếm vào thị trường giá rẻ trên thị trường. Năm nay thì Samsung thay thế nó bằng những thiết bị giá rẻ hơn nhưng mà là những chiếc smartphone. Trong hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn bài mở hộp chiếc Galaxy Gen là một trong những sản phẩm có mức giá rất là hấp dẫn đối với người tiêu dùng Việt Nam. Sản phẩm này hiện nay được phân phối chính hãng tại Severnet và nó là sản xuất tại nhà máy Yên Phong Bắc Ninh luôn. Với này có ghi một số thông tin như là màn hình của nó là màn hình có độ phân giải là 800x480 trên màn hình khoảng 4 inch, vi xử lý lõi đơn 1GB và RAM của nó là 768MB. Galaxy Gen thì nhìn cái hộp bên ngoài có thể thấy là cái cách đóng hộp của nó thể hiện rõ phân khúc giá khác nhau. Và đây là chiếc Galaxy Gen của chúng ta. Galaxy Gen thì thiết kế có vẻ như là giống với dòng Galaxy năm 2012 hơn là cái 2013 khi mà cái vỏ nhựa của nó trơn bóng, không có các dấu chấm bi như Galaxy S4. Trong hộp thì chúng ta sẽ có một cục pin, sách hướng dẫn sử dụng Quick Start. Chỗ này chúng ta còn lại có tai nghe, cục sạc. Cục sạc này thì đi kèm luôn cả cái chân sạc của chúng ta, chứ không phải tách rời ra những cái thiết bị cao cấp thì thường sẽ có cục và cáp riêng. Thì cái này là cục sạc có sẵn dây và có cáp riêng, như vậy chúng ta sẽ không phải sử dụng chung với nhau như trước. Mặt trước của chiếc Galaxy Gen của chúng ta thì trông khá là giống với Galaxy Grand, là một cái thiết bị cũng là cái dòng tầm trung năm ngoái của Samsung. Thì phía trước này chúng ta có camera trước thì phù hợp vụ cho việc đàm thoại 3G cũng như tự sướng của các bạn. Màn hình của nó là 4 inch và sử dụng công nghệ LCD. Bên dưới này là phím home tròn và hai bên là hai phím cảm ứng, phím menu và phím back. Tổng quan lại như mình đã nói là cái thiết kế này là giống năm 2012, giống chiếc S3 thu nhỏ lại chứ không phải là giống như S4. Cạnh phải này là phím nguồn và cũng như là chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng. Bên dưới này là cổng sạc micro USB và cũng như là cái mic đàm thoại chính của chúng ta. Trên này là jack cắm tai nghe. Thiết bị này thì mặt lưng nó, cái nắp lưng làm thiết kế khá là giống với Galaxy Mini, cũng ra mắt cách đây khá là lâu rồi. Bên loa ngoài, camera chính 5 megapixel cũng như đèn flash LED. Mặt lưng của chiếc Galaxy Gen này thì sờ vào cảm giác khá là thích. Nó không phải là nhựa trơn bóng như S4 hay là S3, mà đây là loại nhựa mà cho phép chúng ta sờ vào cầm nắm trên tay. Nó không bị bám lại mồ hôi, vết bẩn và trơn trượt trong quá trình sử dụng, rất là thích. Galaxy Gen thì vẫn giữ cái xu hướng của Samsung là họ có tạo ra một cái đường viền giả kim loại chạy dọc theo thân máy là và làm phay xước, thì trông nó sẽ sang trọng hơn và tạo điểm nhấn trong cái đường viền này, chứ không phải là màu trắng thống nhất, thì trông nó sẽ khá là rẻ tiền. Và chúng ta có thể dễ dàng tháo nắp lưng ra. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có khe cắm sim. Với thiết bị này thì sử dụng các loại sim tường, sim to và nó đẩy theo chiều ngang vào chứ không phải đẩy theo chiều dọc, nên các bạn sẽ thấy là cái khay sim này của nó trông khá là dị, to rất là nhiều so với bình thường. Bên dưới này chúng ta là có viên pin. Và pin của máy thì các bạn thấy là nó không đè lên bất kỳ một vị trí nào khác, tại vì cái khe cắm thẻ nhớ ngoài chúng ta là nó nằm ở bên hông. Như vậy thì chúng ta không cần phải tắt máy để chúng ta có thể tháo sim và cũng như là tháo thẻ nhớ, rất là tiện lợi. Về Galaxy Gen này thì với vi xử lý lõi đơn 1GB và với bộ nhớ RAM là 768MB thì có khả năng là máy chạy trên cái giao diện touch switch truyền thống của Samsung sẽ khá là mượt. Sản phẩm này thì nó giữ cái giao diện